Đây là một siêu phẩm dành cho những người biết chơi, biết thưởng thức đồ gỗ cao cấp, là chiếc kệ, tivi, gỗ mun hoa da báo được các nghệ nhân trong công ty đồ gỗ Phạm Gia sản xuất trực tiếp. Và cái sản phẩm này nó khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm tự do trên thị trường, hàng mun đuôi công thì nó sẽ không thể có giá trị sánh ngang với gỗ mun hoa được. Gỗ mun hoa là được xuất xứ từ Lào, một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất khu vực Đông Nam Á, khí hậu nóng. Và gỗ mun là được nhập từ Lào, hay còn gọi có tên khác là mun hoa da báo. Gỗ này là chất gỗ rất là cứng và vân gỗ thì rất là đẹp. Giá trị kinh tế của gỗ mun thì cao thứ ba so với gỗ chắc và gỗ xương. Anh chị em cùng tham khảo những cái loại gỗ cực kỳ hiếm này, rất hiếm luôn. Đó. Trên màn hình anh chị em đang xem đây là một chiếc kệ tivi mẫu là mõ lõm đồng tiền, được làm từ gỗ mun hoa do các nghệ nhân trong công ty đồ gỗ Phạm Gia sản xuất trực tiếp. Đấy, thiết kế là dàn cánh, toàn bộ những cái cánh là đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai, và ván cánh là dày 2,5 cm nguyên khối. Đó. Các cái ngăn kéo thì là đục quả dưa con sóc. Đó, đây là đục quả dưa. Đấy, toàn bộ là đục te nhé, hiện tại là chưa cạo lại tỉa tót. Sản phẩm chỉ là ở trạng thái là mộc thô thôi, tinh xảo cao cấp như này rồi. Nếu anh chị em nào mà sành về gỗ, nhìn thoáng qua phát đã biết ngay đây là gỗ mun hoa, một trong những loại gỗ rất giá trị. Đó. Sản phẩm này là đẳng cấp luôn. Đó. Nếu anh chị em mà yêu thích cái dòng gỗ mun hoa này thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ Phạm Gia để tham khảo thêm những cái sản phẩm do công ty đồ gỗ Phạm Gia sản xuất. Xin cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng xưởng thời gian vừa qua.